Vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh, triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Để đấu tranh với tổ chức này, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mưu trí, dũng cảm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ở cả trong và ngoài nước để phá thành công chuyên án, khai thác nhanh lời khai một đối tượng nhân viên tên NTH. Với phương thức thủ đoạn trên, trong thời gian qua, NTH đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam. Đối tượng H cho biết thêm có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7 đến 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng NTH sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ, tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam. Đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng do người nước ngoài quản lý. Với những phương thức tinh vi, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đó là những gì mà Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau cuộc đột kích của Công an Việt Nam kết hợp với Lào và tòa cao ốc bất khả xâm phạm tại đặc khu Tam Giác Vàng để triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Nhưng nhóm lừa đảo này có quy mô lớn đến như thế nào, có hành vi lừa đảo ra sao và công cuộc vây bắt khó khăn của các chiến sĩ hai nước sẽ là một câu chuyện rất đáng để quan tâm. Theo đó, vào ngày hôm qua, trên các mặt báo xuất hiện rất nhiều những thông tin về việc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan đơn vị của nước bạn Lào để triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán người lừa đảo qua mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bô Kèo của Lào. Và kết quả của cuộc đột kích bất ngờ này có thể khiến nhiều người cũng bất ngờ. Số lượng đối tượng bị bắt giữ lên tới 155 người. Lực lượng chức năng còn thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, lượng lớn tiền mặt, chủ yếu là nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ. Nhưng làm cách nào để Công an Việt Nam phát hiện ra ổ nhóm này và hành trình triệt phá cam go như thế nào? Hãy theo dõi phần tiếp theo bởi nó ly kỳ chẳng khác gì một bộ phim cả. Để bắt đầu chuyện thì chúng ta sẽ phải quay về đầu năm 2024. Khi theo thông tin từ Bộ Công an thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh lúc đó đã liên tục nhận được đơn trình báo bị lừa đảo với cùng phương thức như nhau, chủ yếu là những lá đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao, nhưng khi sang đến nơi lại bị bắt ép thực hiện các hành vi phạm tội, tịch thu giấy tờ và điện thoại. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên giới trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Tất cả những dữ liệu đó vô tình lại có liên quan đến các báo cáo mà trinh sát của ta đã thu thập được vào cuối năm 2023. Các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bô Kèo của Lào. Vậy là chuyên án đã được thành lập với mục tiêu cao nhất là giải cứu những người bị dụ dỗ, bị bán vào ổ nhóm này, cũng như triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế kể trên. Trong giai đoạn 1 của chuyên án vào hồi tháng 5 năm nay, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị giải cứu thành công 36 người bị hại về nước an toàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 36 nạn nhân đã sập bẫy rất quen thuộc, nhưng nhiều người thường nhẹ dạ cả tin và mắc phải với hứa hẹn về việc nhẹ lương cao. Khi sang đến nơi, họ được cung cấp máy tính, điện thoại và hướng dẫn, đào tạo để lập tài khoản mạng xã hội nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Trong quá trình hoạt động tại sao huyệt của bọn chúng, những người này bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, đánh đập, không trả lương nên đã liên lạc với gia đình để trình báo cơ quan chức năng cầu cứu. Nhận thấy thời điểm đã đến, Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nước bạn Lào xây dựng phương án tác chiến cho giai đoạn 2 với phương châm vây giáp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong để triệt tiêu hoàn toàn đường dây lừa đảo. Vào ngày 30 tháng 7, bất chấp thời điểm mưa lũ, nguy cơ sạt lở núi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào do mưa bão, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ trong bí mật. Khi đến nơi, ban chuyên án gặp khó khăn lớn nhất là cách thức đột nhập bí mật vào các vị trí sinh sống và hoạt động của các đối tượng trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.
Chỉ cần nghe cái tên Tam Giác Vàng có lẽ cũng đã đủ để nhiều người cảm thấy ám ảnh về một khu vực khét tiếng với các tổ chức tội phạm và từng là một trong những đường dây ma túy lớn nhất thế giới. Nhưng hành động tác chiến lần này chỉ tập trung vào đặc khu kinh tế tại Bô Kèo của Lào, một phần của khu Tam Giác Vàng khét tiếng khi xưa, song đây vẫn là nơi cực kỳ phức tạp.